Dạ, chào anh. Anh hỏi ai? Dạ, đây có phải là nhà của họa sĩ Trịnh Lương không ạ? Phải. Dạ, tôi là người rất hâm mộ tranh của ông ấy. Anh có thể cho tôi vào nhà xem một chút được không? Không. Anh ơi, ngày mai tôi về Mỹ rồi. Không biết bao giờ tôi mới trở lại Việt Nam. Anh giúp tôi đi. Thôi được rồi, anh vào đi. Nhưng mà chỉ một lát thôi nghe. Dạ, cảm ơn anh. Wow, toàn là tranh đẹp và đọc không nha. Nè, tranh này do anh vẽ hả? Ba tôi vẽ. Trời ơi, thật là kinh ngạc. Tôi coi á, tôi không hiểu gì cả. Không hiểu á thì đi về đi. Thôi, cho tôi ở đây coi chút xíu nữa đi. Tôi bận công chuyện rồi. Chà, bộ bức tranh này xấu lắm hay sao mà phải che lại vậy? Tôi bận công chuyện, tôi phải đi liền. Anh cho tôi coi được không? Tôi là người hâm mộ tranh của ba anh. Biết đâu bức tranh này tôi sẽ hiểu thì sao? Cho tôi coi chút xíu thôi. Vậy ha. Tôi giải xuống luôn ha. Wow. Sao lại là... Anh có bán bức tranh này không? Không. Anh bán đi, bao nhiêu tôi cũng mua hết á. Không. Coi xong chưa? Tôi mua bức tranh này. Bây giờ tôi mời anh về. Tôi mua bức tranh này. Đi. Anh phải bán nó cho tôi. Anh Tân. Anh yêu cô ta phải không? Cô ta yêu anh đúng không? Trời là trời. Tại sao em lại... Tại sao em lại không mặc đồ để cho nó ngắm nghía chứ? Mời anh. Không cần đuổi tôi cũng về. Anh Mừng, mở cửa. Ra liền, ra liền. Hả? À, đi đâu sớm vậy? Vô nhà chơi. Để anh dắt xe cho. Tôi không có rảnh. Tôi hỏi anh, tại sao anh dám tới nhà người ta ném đá bể kính nhà người ta hả? Làm gì có. Còn dám chối nữa hả? Ừ, thì có. Chính anh là người ném dở cái kính nhà nó. Nhưng mà tại ai? Tại em hết. Ai biểu em nằm yên cho nó vẽ tranh khỏa thân của em? Hả? Tôi làm gì thì kệ tôi. Mắc mớ gì tới anh mà anh cấm tôi? Từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Không tránh ra là tôi đụng đó. Nè, chính tôi là người sa thải cô ra khỏi trái tim của tôi chứ không phải là cô luôn nha.
Chào anh. Dạ anh có phải là anh Quấn không ạ? Chào cô. Cô có phải là cô Vân? Dạ. Trên blog có hình của cô cho nên tôi nhận ra cô ngay. Dạ, dạ mời anh. Mời cô. Mời anh ngồi. Cảm ơn cô. Dạ mời anh chị dùng nước. Mời anh uống nước. Dạ được. Trên blog, những ý kiến về cải tạo thành phố hiện nay của cô rất là thấu đáo. Một số con kênh lớn bị thu hẹp, một số con sông nhỏ thì bị lấp lại để xây nhà. Chính vì thế mà mỗi năm tình hình ngập nước của thành phố chúng ta càng ngày càng gia tăng. Dạ, cũng có nhiều người phát biểu như vậy. Nhưng mà đối với cô thì cô có những tư liệu thật là xác đáng. Dạ, nhờ tôi có người thân làm ở địa chính. À, thì ra là vậy. À, thôi, bây giờ nói về chuyện của tôi đi. Tôi đến đây á là nhờ cô cố vấn cho một chuyện. Thư chuyển phát nhanh của chị đây. À, đúng rồi. Tôi có một miếng đất 2.000 mét vuông. Lâu nay vẫn cho thuê 5.000 đô la một tháng để làm nhà kho. Đến nay cũng sắp sửa hết hợp đồng rồi. Nay tôi cũng không biết nên làm gì. Trong thời gian ngắn nhất để miếng đất có một hiệu quả cao nhất. Em gửi cho em lấy. Dạ. Dân ký giùm nha. Cảm ơn. Nhất thời anh nói á, tôi chưa có chuẩn bị kịp. Lát nữa tôi phải có một cuộc họp. Có lẽ hẹn anh bữa khác được không ạ? Được chứ, đừng có sao. Dạ. À, sẵn tiện đây tôi có một tập thơ. Xin tặng cô. Đây. Hay quá. Xin cảm ơn anh. Xin anh ký tặng cho ạ. Đây, gửi cô. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Đổi đời mà làm gì? Giàu có mà làm gì? Trong khi cha mẹ lại không được nhìn mặt con mình. Nếu bệnh của mình mà tái phát, không biết mình có sống tới ngày nhìn nó giàu có và hạnh phúc hay không nữa. Còn ông gì? Bà ơi, em là một ánh sao băng, không em trời thẳm quá thành quang du. Dạ, làm ơn cho hỏi. Dạ, chào anh. Cô là... Dạ, xin chào anh. À, tôi nhớ rồi. Cô làm việc chung văn phòng với cô Dân phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Cô đến tìm tôi... Dạ, thật ra thì em rất là hâm mộ thơ của anh. Em đến đây để xin anh chỉ ký. Mời cô vào nhà. Dạ. Để tôi. Cảm ơn anh. Xin mời cô. Dạ.
Con ngồi đi. Dạ. Thế trong tập thơ của tôi, cô thích nhất là bài nào? Dạ, cũng khó nói lắm. Tại vì
Tôi hiểu rồi. Cô là gì cho tôi chứ gì. Thôi, hẹn bữa khác vậy. Dạ. Chào cô. Chào anh. Mua vé số giùm con đi chú. Không mua. Chú. Đã nói không mua. Đi đi, đi. Thôi đi. Mày đừng có dính vô. Mày đâu có liên quan gì tới mấy người đối đất đó đâu. Bây giờ mày mà tới, chẳng những không lấy được vé số cho bả mà còn bị bả xin tiền nữa. Mày nói đúng. Nói gì thì nói, tao sợ nhất là cái nghèo. Nghèo thì phải hèn. Hèn thì nhân cách của mình khó mà đảm bảo được. Ok, có quán kem bố già. Tụi mình vào đó đi. Mày sao vậy? Thôi, mình đi ăn kem đi. Đi. Tao con nhà nghèo. Mày mà nghèo. Mày đa cảm quá. Học kiến trúc chi? Mày đi học điện ảnh đi. Mỗi tháng tao thấy ba má mày gửi tiền lên xài đều đều mà. Vậy mà còn thân nghèo. Thôi mình qua kia ngồi đi. Đi. Ok. Ê, bộ hồi nãy tao đóng giống lắm hả? Giống, giống thiệt á. Giống đến nỗi tao tưởng thiệt luôn á. Tao nói thiệt đó nha. Nếu mà má tao á, mà bán vé số giống như vậy á, chắc tao... Hả? Thì sao? Mày không hiểu hả? Là nhảy xong tự tử đó. Trời, mày sò vậy. Không, dù phải làm những điều sai trái, mình cũng quyết không để cuộc sống của mình bị lún sâu vào sự nghèo khổ và nhục nhã. Cô ơi cô, tôi mới ở tù ra, cô cho tôi xin ít tiền. Dạ cảm ơn. Ê thằng kia, trả tiền lại cho cô ấy. Mày là thằng nào? Thôi anh. Để đó. Dám hỏi nữa hả? Tao là bạn của cô ấy. Trả không? Tao không trả thì sao? Mày trả không? Không. Không được trả. Anh Mừng, cẩn thận nha. Mày không trả. Không trả. Trả không? Tao không đấu kịch với mày nữa. Mày nói đấu kịch mà sao đánh tao mạnh dữ vậy? Không 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 không. Anh với nó đâu biết nhau đâu. Kịch cọc chỉ này hả? Thôi đưa hết tiền cho tao đi. Tao không hẹn đúng kịch nữa đâu. Tiền gì? Đưa tiền tao đi chứ. Nè mày ăn chọc dạng đi. Dù sao, vì em mà anh đã phải chịu nhiều thiệt thôi. Dạ cảm ơn chị. Thì ra, em cũng biết thương anh nữa hả?
Thương hại thì có. Cũng được. Hôm nay ba tôi bận việc, tôi sẽ chủ trì cuộc họp này. Tôi chính thức thông báo, sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức xây dựng một chung cư căn hộ cao cấp. Và tôi xin giới thiệu đối tác của chúng ta, ông Trần Huấn. Ông Trần Huấn sẽ góp vốn cùng với công ty chúng ta để xây dựng chung cư mà tôi vừa nói. Xin mời ông ngồi. Và tôi cũng xin nói rõ, có được sự hợp tác hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực rất lớn của cá nhân cô Thu Hà, người vừa mới đến làm ở công ty chúng ta chưa được bao lâu. Ban giám đốc và ông Trần Huấn, sau khi có những cuộc tiếp xúc và đi đến thống nhất, ông Huấn sẽ hợp tác cùng công ty chúng ta xây dựng một chung cư cao cấp gồm 80 căn hộ. Bên ông Huấn sẽ góp một số tiền bằng 9 miếng đất có giá trị 10 triệu đô la. Bên công ty chúng ta sẽ góp tiền để xây dựng khu căn hộ trên có trị giá là 15 triệu đô la. Sau khi xây xong, hai bên sẽ ăn chia theo tỷ lệ tiền góp vốn. Nào, chúng ta cho một tràng pháo tay. Em làm sao vậy? Em đang chờ anh giải thích đây. Một dự án lớn như vậy mà em lại là trưởng phòng của công ty mà không hề hay biết gì hết. Thì chính anh cũng mới biết sáng nay thôi. Ba anh có một cuộc họp đột xuất với ủy ban nên trao đổi lại cho anh. Mọi việc ông Huấn sau khi làm việc với Hà đến trực tiếp gặp ba anh rồi mà. Mà sao cổ không báo cáo lại với em? Bộ cổ tưởng cổ là cán bộ của ban giám đốc chứ. Anh cũng đã hỏi cổ rồi. Cổ sợ là việc hợp tác không có thành cho nên không dám nói trước. Vậy lại cô ta chỉ có công giới thiệu thôi. Còn việc bàn và soạn là ông Huấn làm trực tiếp với ba anh. Công giới thiệu? Anh có biết là... Mà thôi. Em định nói cái gì vậy? Hôm đó ông Huấn tới tìm em. Em và ông ta quen nhau ở trên blog. Rõ ràng hôm đó là con Hà chưa biết mặt ông ta mà. Ý em muốn nói là cô ấy hất tay trên dự án này của em sao? Kể ra em cũng đáng trách. Sau đó em không chủ động đi tìm gặp người ta. Nếu mà cổ thực sự làm như vậy, anh cảm thấy cũng không hay lắm. Thôi bỏ đi. Nhưng mà anh phải cẩn thận để ý cô ta mới được. Thôi anh à, dù sao đây cũng là lợi ích của công ty mình. Hà cũng là đứa thực sự có công. Em biết không, anh yêu em là yêu con người nhân hậu trong em. Em à, chúng ta đi ngoại ô chơi đi. Mấy hôm trước gia đình em có việc buồn đúng không? Cũng chẳng có gì, ba má em cãi nhau thôi. Đây đi. Cưng con dễ thương quá. Đắng quá. Dạ.
khoan đã, bình tĩnh đi em. Không lẽ không làm gì sao? Anh nghĩ là em nên bàn lại với má em. Hãy bình tĩnh suy xét mọi việc. Giả lại, ba em là một cán bộ nhà nước. Nếu chuyện vỡ lẽ ra thì sẽ không hay đâu.